Hello, hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang xin giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn lô bông trang tạo Thái Lai một cốt màu đỏ và màu vàng. Dạ, đây là cây trang tạo Thái Lai màu đỏ nha cô chú anh chị. Dạ, cái đọt cảnh đỏ đỏ hay là màu đỏ. Đọt vàng thì màu vàng nha cô chú anh chị. Thì lô này em bán giao lưu, ưu tiên cô chú anh chị nào mua hết lô ạ. Đây, một cốt hết nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua lẻ 5-10 cây là em vẫn ship ạ. Trong mùa này là em ship, giao ship có tận nơi. Cô chú anh chị mua ủng hộ. Đây cô chú anh chị xem nào, cây nè, ánh lên tược, hai tược hai bên và cái đọt đấy. Đây cô chú anh chị xem cái cây màu vàng, ánh lên tược rất là tốt luôn. Cô chú anh chị mua hết lô này thì em ưu tiên bán giá hội nghị và mua lẻ thì em vẫn giao ạ. Ship code trong mùa dịch này. Đây, cái đọt đỏ như vậy là bông màu đỏ nha cô chú. Dạ. Còn cái đọt xanh là bông màu vàng. Rất là đẹp. Dạ. Cây là ảnh cao là 3 tấc. Đây cô chú anh chị xem. Một gang tay của em như vậy là 2 tấc. 2 tấc mấy. Đây. Cây như vậy là 30 cm ạ. Cây màu vàng, cây màu đỏ. 30 cm. Rất là đẹp. Cm. Một cốt hết nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, lô này em bán giá rất là hữu nghị. Thì để tiện cho anh chị em cũng như là cô chú ở trên mạng YouTube này mua đi bán lại để tiện trong công tác thương mại á, thì em không có công khai giá ở đây. Cô chú cứ kết bạn Zalo rồi em báo giá, rồi em gửi mẫu cây qua cho cô chú xem kỹ lại, và nếu như mà mình chốt ok đồng ý thì mới đi đến thống nhất là thỏa thuận rồi chốt đơn rồi em gửi ship code. Cho nên cô chú cứ yên tâm.